Wagner nổi loạn chớp nhoáng, giờ ai mới phải lo. Cuộc nổi loạn quân sự của lực lượng Wagner bất ngờ và ly kỳ đến mức khó đoán. Thậm chí, cả tuần sau đó, các nhà lãnh đạo chính trị và các nhà phân tích vẫn không ngừng nói về nó bằng nhiều góc nhìn khác nhau. Cuộc nổi loạn chớp nhoáng và kết thúc đầy bất ngờ của lực lượng Wagner vì thế được truyền thông phương Tây tiếp tục bình luận đến cả tuần sau đó với những suy đoán về sự suy yếu quyền lực của ông Putin và sự yếu đuối của an ninh quốc gia Nga. Trong khi đó, thì Điện Kremlin và truyền thông Nga cũng nhanh chóng đưa ra những phản ánh về cách giải quyết cuộc nổi loạn êm thấm mà không gây đổ máu của ông Putin, cũng như sự tin tưởng của người dân với khả năng quản lý, điều hành của chính quyền. Ngay cả cách sử dụng lực lượng Wagner tham chiến ở Ukraine và cách hành xử với ông trùm Wagner là Yevgeny Prigozhin của ông Putin cũng tạo ra nhiều phân tích, tranh luận. Việc chính quyền Nga sử dụng đội quân đánh thuê của tập đoàn Wagner được che giấu lúc ban đầu và dần được công khai nhìn nhận khi lực lượng này làm được những chiến thắng quyết định trên chiến trường. Chuyện Wagner tưởng chừng như êm đẹp và đầy tính sử thi cho đất nước Nga nếu như con ngựa chứng Prigozhin, ông trùm lãnh đạo tập đoàn Wagner, không liên tục xỉ vả những tướng lĩnh cấp cao nhất của quân đội Nga như Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Sự việc đẩy lên cao trào khi Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu các binh sĩ Wagner ký hợp đồng để thống nhất hành động về một mối thì ông trùm Prigozhin kiên quyết phản đối. Thậm chí, khi Tổng thống Putin đã tỏ rõ lập trường ủng hộ Bộ Quốc phòng khi phát biểu gần như ra lệnh. Điều này tức việc ký hợp đồng phải được thực hiện và nó phải được thực hiện càng nhanh càng tốt thì Prigozhin vẫn khẳng khái nói không. Đỉnh điểm của mâu thuẫn chính là cuộc hành quân vì công lý tiến về hướng Moscow của một phần trong 25.000 binh sĩ Wagner vào sáng sớm ngày 24 tháng 6 vừa qua. Các tay súng Wagner còn nhanh chóng chiếm được Rostov và Voronezh. Ông mạnh mẽ lên án cuộc nổi loạn là phản quốc và sẽ bị trừng trị đích đáng, đồng thời hứa trong tư cách là Tổng thống Nga và Tổng tư lệnh. Là một công dân Nga, tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đất nước này, để bảo vệ trật tự hiến pháp, mạng sống, an ninh và sự tự do của công dân. Như thể phép màu đã xảy ra, sáng sớm ngày 25 tháng 6, ông trùm Prigozhin quay xe, rút quân êm đềm về doanh trại Ukraine qua trung gian là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko với thỏa thuận từ phía Nga là đảm bảo an toàn cho Prigozhin hay sang Belarus và miễn truy tố. Như vậy, kịch bản phân loại đã được giải quyết một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng và ngoạn mục, y như cách mà nó bắt đầu vào ngày hôm trước. Việc xử lý cuộc khủng hoảng một cách gọn lẹ cũng thể hiện được bản lĩnh của Tổng thống Putin. Chắc chắn Tổng thống Nga Putin còn phải giải quyết thêm những hậu quả của vụ nổi loạn này. Tương lai của Prigozhin ở Belarus và lực lượng Wagner tại Nga cũng sẽ được xem là chỉ dấu cho khả năng xử lý khủng hoảng của ông Putin và đội ngũ. Nếu không có biện pháp mạnh, vụ việc vừa qua sẽ tạo ra những tiền lệ nguy hiểm sau này. Một lực lượng quân sự không bao giờ được công khai thách thức nhà nước bằng cách gây bạo loạn. Sự uy nghiêm luật pháp của một quốc gia không thể bị phá vỡ. Tham vọng chính trị, âm mưu đoạt quyền lực là cách nói của ông Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, khi lên án Prigozhin. Và đó chính là một gợn xấu cho rất nhiều tướng lĩnh quân đội mà ông Putin chắc chắn sẽ có cách xử lý. Người ta có quyền nghi ngờ về năng lực của Bộ Quốc phòng, cơ quan tình báo Nga khi chính họ đã đẩy sự việc lên đến mức làn danh đỏ suýt mất kiểm soát. Để giải quyết việc này, có thể trong tương lai gần sẽ có một cuộc cải tổ nào đó nhắm vào các nhân vật cấp cao nhằm bảo vệ được sự ổn định, đoàn kết trong nước trước để không bị thế, thù trong giặc ngoài khi cuộc chiến với Ukraine vẫn ngày một khốc liệt.